Vâng, mời các ông, các bà và các hàng nước. Bàn bạc lễ trong năm hạnh phúc hai cháu.
xin phép các cụ, các ông, các bà, các bác, cô dì, cô mợ và bạn bè của hai gia đình xin thay mặt cho gia đình nhà trai chúng tôi được lên và trở lại trước ban thờ của gia đình để được cúi đầu báo cáo với các bậc tiền nhân và gia tiên về công việc trăm năm hôm nay. Sau khi được phép thắp hương và được các cụ về trên, các bậc tiền nhân quá cố đã chấp nhận, chúng tôi tiếp tục xuống dưới để báo cáo về những công việc tiếp theo. Báo cáo với các cụ như vậy. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm chín phương trời, con niệm bảy phương đất chư Phật mười phương. Con kính cáo tiên tổ, con kính cáo các bậc gia tiên. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm Nhâm Dần, một trong những ngày lành tháng tốt của cuối đông này. Gia đình họ nhà trai chúng con ở dưới quê hương Phương Triều có xính lễ trên lên trên này để thể hiện cái tấm lòng tình cảm ủng hộ việc hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Lời đầu tiên cho con xin phép được thay mặt cho đoàn nhà trai được cúi đầu dâng lên tiên tổ với lòng thành kính biết ơn sâu sắc nhất. Những năm qua các cụ, các ông, các bà đã vì các con các cháu mà chăm lo cho các thế hệ hậu duệ sau này được lên cây xanh, hoa tươi, trái ngọt, và hôm nay các cháu trưởng thành. Xin phép các bậc tiền nhân, xin phép tổ tiên cúi đầu và trình bày với tấm lòng thật là chân thành, mong trên độ cho và phù hộ độ chỉ cho hai đoàn, gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, công việc trăm năm hạnh phúc của các cháu được viên tròn tốt đẹp, và hạnh phúc trăm năm của các cháu được hoa thơm trái ngọt cho hạt giống đỏ cho đời. Trăm năm vui như là Phật. Bắt đầu vào công việc. Thế thì báo cáo với các cụ, các bà, các bác của họ nhà gái. Chúng tôi cũng rất phấn khởi được sự đồng ý của gia đình và nên được chắp tay cúi đầu trước bàn thờ gia tiên và bày tỏ lòng thành kính biết ơn với các cụ đã sinh ra bố mẹ cháu sinh ra cháu gái của quê hương thành công Thái Châu, mà trong thời gian tới thì các cháu sẽ trở thành công dân mới của quê hương Phương Triều và là người con dâu họ Lê của tôi. Thế thì báo cáo với các cụ là chúng tôi vừa lên thắp hương, các cụ là rất phấn khởi, rất ủng hộ và rất động viên cái việc làm của hai gia đình chúng ta hôm nay. Để trước khi vào việc mới, xin hai họ một tràng pháo tay. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, chúng ta đều là quê hương Hương Yên. Cháu Duy Khánh thì sinh ra và lớn lên ở quê hương Phương Triều, thành phố Hương Yên. Còn cháu Phương Trang thì lại là con người con gái của thành công Thái Châu, đều là mảnh đất của quê hương Yên chúng ta cả. Các bà mẹ đều thức khuya dậy sớm, thắt lưng buộc bụng, tắm nắng gội sương để chắc chiu qua dòng suối ngọt, nuôi cho các con lớn lên. Và về mùa hè, chỗ nóng thì mẹ nằm, mùa đông thì chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ấm được con. Các con lớn lên bằng đôi dòng sữa mẹ, bằng tình yêu thương của ông bà và gia đình. Khi tới tuổi trưởng thành, các cháu đều ăn học và đều trở thành những công dân tốt. Và khi đã trở thành những công dân mới của quê hương, các cháu đi xây dựng quê hương, xây dựng đất nước. Từ đây các cháu đã tìm thấy gặp nhau tình bạn, tình đồng chí. Cũng như tôi nói ban nãy, một bản cuộc đời, một nửa cuộc đời hoàn thiện, các cháu đã tìm thấy ở nơi đó. Hai cháu về báo cáo với gia đình và được trên các cụ, các ông, các bà, các bác đặc biệt đồng ý ủng hộ cho hai cháu. Hôm nay ngày 8 tháng 10 năm Nhâm Dần, một trong những ngày lành tháng tốt của cuối thu đầu đông này, còn nhà trai chúng tôi trở về đây trước hết để cúi đầu báo cáo với tiên tổ, các bậc tiền nhân về công việc hạnh phúc trăm năm của hai cháu, và sau đó có lễ hỏi để xin cưới và lễ dẫn cưới với gia đình của gái của chúng ta. Báo cáo với các cụ, các bà, các bác, trong đoàn nhà trai chúng tôi đi hôm nay thì có các cụ, các ông, các bà, các bác, anh chị em, bạn bè, chú rể,
ở đây tôi là trưởng đoàn nhà trai, xin phép được giới thiệu hai người đặc biệt nhất, đó là ông Lê Quang Hòa là bố của cháu. Xin được vững chắc trong thời gian qua để mẹ cháu thắt lưng buộc bụng chắc chiêu qua thời gian dành cho con bằng không chỉ là tình yêu thương mà kể cả lời du ngày mới ra đời và đến giờ các cháu trưởng thành vẫn là một người mẹ Việt Nam, một người mẹ anh hùng, một người mẹ vĩ đại, cũng như các bà mẹ các con khác nuôi con, đặc biệt là năm tháng chiến đấu khác, năm tháng chiến đấu Mỹ, các bà mẹ ở hậu phương vững chắc trận đấu cổ cầm súng trên trường để những ngày hòa bình này các mẹ là những ngày vừa đảm đang tiếp này và cầm một lửa hồng để sưởi ấm cho gia đình, sưởi ấm cho hai cháu. Tiếp theo tôi xin giới thiệu người 9 tháng tuổi mang 3 năm với ông để đẻ ra chú rể Duy Khánh chính là mẹ cháu đây. Xin mời bà Duy Khánh. Ngoài ra cùng đoàn đại gia chúng tôi hôm nay thì còn có các cụ, các bà về trên để do thời gian về đông chúng ta chỉnh kính báo y tế các bà nhà gái thẩm lượng thành phần trong nhà gái chúng tôi hôm nay đầy đủ, có các ông, các bà, các chú, các bác, rồi bố mẹ cháu và anh em ở bên đường bên ngoài rất đầy đủ. Thế thì tiếp theo thì báo cáo các cụ ăn các bà thế này, thống nhất thương quan ngoan giao và hai ông bà trên này sinh ra khẩu trang và ông bà dưới kia sinh ra trong cánh, chúng ta đã thống nhất về nội dung nghi lễ. Thì trước hết tôi báo cáo với các cụ các bà là trong cái nội dung diễn lễ hôm nay thì cái mâm lễ đầu tiên là con lễ gia tiên thì chúng tôi vừa mới xin phép lên lễ tổ rồi và một cái lễ để tổ bên đối và các bên ngoài, sau đó là cái nội dung của lễ hỏi. Sau phần lễ hỏi thì báo cáo với các cụ các bà các bác là có phần lễ rất lớn. Thế thì được sự thống nhất của các cụ các ông các bà các bác thì chúng tôi xin kính báo như vậy. Và trước khi để mẹ cháu mình lên trao lễ và lên trao quà tông gia chính là hai bà mẹ Việt Nam đã nuôi con trai, nuôi con gái, nuôi con dâu, nuôi con rể đến tuổi trưởng thành, thì tôi nghĩ rằng cái giây phút đó là giây phút thiêng liêng nhất, cảm động nhất. Trước khi hai bà lên nhận và trao lễ thì xin mời ý kiến đại biểu phát biểu. Vâng, báo cáo các cụ các bà là một vị đại biểu đại diện cho gia đình của anh trai đã phát biểu đầy ý nghĩa và thanh mặt ban tổ chức xin mời các cụ các bà ăn trầu uống nước. Và để tiếp theo tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện cho gia đình của anh trai để phát biểu. Kính thưa các cụ các bà, bên mặt của anh trai lời đầu tiên để cho tôi được vào nội dung của lễ hỏi hôm nay, chúng tôi được chân thành kính chúc các cụ bên họ nhà trai cùng bên họ nhà gái luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các cụ ông các bà, vừa rồi các cụ ông các bà đã được một vị đại diện cho bên họ nhà trai vừa phát biểu rất đầy đủ và làm nghi lễ được rất là trân trọng. Gia đình họ nhà gái chúng tôi không biết nói gì hơn và mong rằng hôm nay các cụ nhà trai cùng chúng tôi đến đây để làm lễ ăn hỏi và xin cưới cho các cháu được thành công rất tốt đẹp. Vừa rồi một vị đại diện đã phát biểu về lễ nghi của ngày hôm nay và tất cả những phần việc của các cụ công các bà bên họ nhà trai đã mang lên đây rất đầy đủ để công việc sắp tới của các cháu làm việc. Chúng tôi sẽ có cùng Minh đây nhận và tất cả bên họ nhà gái chúng tôi nhận để cũng đã được đầy đủ. Và đến hôm nay được tức là hai bà thân xa với nhau để đưa trao những cái đấy cho nhau thì xin
tin vào cái việc này là hai bên gia đình cho nên trong cái lễ xong là để lại nhường phần một việc nhà trai tiếp tục cái việc này thì đấy. Cùng công nhân và các bác qua ý kiến của đại diện nhà gái thì đến giờ phút này hai gia đình chúng ta đang xích lại gần nhau và cái thời khắc thiêng liêng nhất của hai phẩm này truyền cho nhau hai ngọn lửa thì trân trọng ghi nhận cái ý kiến của đại diện nhà gái. Tôi xin trân trọng kính mời hai phẩm này và mẹ chồng và đàn vợ hay mà đứng lên trao lễ phẩm. Thay mặt nhà trai xin các cụ một tràng pháo tay thật toàn giã để mừng nhà đây. Hôm nay, trước khi ngừng lời, xin kính chúc các cụ, công các bà, các bác
thành công, hạnh phúc và đoàn kết cho con chung. Vâng, vừa rồi báo cáo với các cụ ông bà là một vị đại biểu đại diện cho đại biểu hôm nay phát biểu của buổi ăn hỏi hôm nay đầy ý nghĩa. Và hôm nay buổi ăn hỏi hôm nay thành công rất tốt đẹp. Vậy thay mặt ban tổ chức xin kính mời một vị đại biểu đại diện gia đình mọi nhà gái đến đây phát biểu. Kính thưa các cụ ông các bà hai họ, hôm nay đúng là ngày này đã tốt hai họ nhà mình đến để công việc của các cháu bước đầu đã thành công rực rỡ. Gia đình nhà tôi đại diện rất quý luyến muốn hội nghị ở lại một thời gian nữa, nhưng mà thời gian có hạn rồi không biết nói gì hơn. Xin chúc họ nhà trai về